Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 12 tháng 9 cho đăng tải lên Twitter một đoạn video ngắn sau khi tiểu đoàn 130 đến trạm kiểm soát Khaptivka ở tỉnh Đông Bắc Kharkiv giáp biên giới với Nga. Ngay sau đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã chiếm được các trạm kiểm soát ở phía bắc thành phố Kharkiv tại khu vực biên giới với Nga, đánh dấu bước tiến mới trong chiến dịch phản kích chớp nhoáng của Kharkiv. Theo báo Guardian, động thái diễn ra sau khi tướng Lavery Zaluzhny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine tối 11 tháng 9 tuyên bố, quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát 3.000 km2 lãnh thổ kể từ đầu tháng 9, đang đẩy mạnh tiến công ở cả phía Bắc, phía Nam cũng như phía Đông vùng Kharkiv và chỉ còn cách biên giới Nga 50 km. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Mỹ đánh giá, chỉ trong 5 ngày, chiến dịch phản kích ở phía Bắc của Ukraine đã thay đổi mọi thứ. Những gì bắt đầu như một nỗ lực tiến công vào một phần mặt trận hầu như đã bị các nhà phân tích quân sự sao lãng, đã trở thành một bước tiến sâu 70 km, tái giành sự kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn những gì các lực lượng Nga đã chiếm được trong mọi hoạt động của họ kể từ tháng 4. Giới chức Nga rất ít đề cập về tình hình chiến sự đang diễn tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 11 tháng 9 giải thích, việc binh lính Nga bất ngờ rút khỏi thị trấn Izium thuộc vùng Kharkiv thực tế nhằm tái tập hợp lực lượng để củng cố các tuyến phòng thủ ở khu vực Donetsk lân cận. Moscow cũng tuyên bố đang nhắm bắn các vị trí của quân đội Ukraine ở Kharkiv. Song, các quan chức Ukraine cáo buộc binh lính Nga đang tập kích các cơ sở hạ tầng thiết yếu gây mất điện diện rộng ở các thành phố Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk và một phần vùng biển Đông Donetsk nhằm khiến cư dân địa phương không có điện, nước và sưởi ấm.